Năm học sinh lớp 9 rủ nhau tắm cống đập, hai em mất tích. Chiều 14 tháng 9, Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh cho biết vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Đại Phước, huyện Càng Long. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, một nhóm khoảng 5 học sinh lớp 9, một trường trung học cơ sở rủ nhau đến cống đập láng thế thuộc xã Đại Phước, huyện Càng Long tắm. Sau đó hai em được phát hiện mất tích. Đến 17 giờ 30 cùng ngày, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Trà Vinh vẫn đang phối hợp với cơ quan chức năng tích cực tìm kiếm. Hai học sinh mất tích được xác định là N và P, cùng 14 tuổi, ngụ ấp Công Thiện Hùng, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh. Khởi công từ tháng 3 năm 2023, cống đập Láng Thế nằm cách sông Cổ Chiên 3 km, đường kênh dẫn nước rộng 125 m, dài hơn 1,6 km, phục vụ ngăn mặn, tạo nguồn nước ngọt cho hơn 26.000 hecta đất sản xuất. Cống được thiết kế 10 cửa, mỗi cửa rộng 10m, đóng mở tự động 2 chiều. Trên cống là cầu giao thông rộng 7m. Bị can nghiêm quang minh, ông trùm chung cư mini vừa bị bắt là ai? Chiều tối ngày 13 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với bị can Nghiêm Quang Minh, sinh năm 1979, trú Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Thống kê ban đầu cho thấy, vụ cháy khiến 56 người tử vong. Nghiêm Quang Minh là chủ trung cư mini tại số 37, ngách 29 bảy 70, phố Khương Hạ, nêu trên. Bị can Nghiêm Quang Minh bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về tội, vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, theo Điều 313, Bộ Luật Hình sự các quyết định và lệnh bắt bị can đã được viện kiểm sát nhân dân thành phố phê chuẩn. Theo thông tin ban đầu, Nghiêm Quang Minh không chỉ có một chung cư mini trên địa bàn Hà Nội, bị can này sở hữu, điều hành loạt chung cư mini trên địa bàn quận Thanh Xuân, Đồng Đa. Các chung cư mini của bị can Minh đều nằm sâu trong ngõ nhỏ, cao vọt hơn so với các công trình lân cận và không có lối thoát hiểm có nhiều biểu hiện vi phạm về trật tự xây dựng. Đối với chung cư số 37 ngách 29 xẹt 70 phố Khương Hạ, nơi xảy ra vụ cháy, vào thời điểm xảy ra vụ việc, chung cư này được xác định xây vượt phép 3 tầng so với giải phép xây dựng số 89-2015. Chính quyền quận Thanh Xuân đã từng hai lần ra quyết định xử phạt công trình trên. Nỗi đau mất ba người thân, bí thư xã ở Sapa gồng mình giúp dân chạy lũ. Ngày 14 tháng 9, trời Sapa vẫn mưa rả rích, nhiều người nuôi cá hồi, cá tầm dọc các con suối Nậm Cang, Nậm Than và Nậm Bá, xã Liên Minh, cố đi nhặt số cá chết còn sót lại trong ao nuôi, gương mặt thất thần, chị chào mi nhàn, kể trong nước mắt. Khoảng 20h30 tối ngày 12 tháng 9, nước lũ bất ngờ lên rất nhanh, trời tối đen gần như không nhìn thấy gì, nghe thấy tiếng ao ào, ào thì lũ ông đã tràn đến chị nhàn may mắn thoát được còn chồng chị là anh tần vần phấu bị lũ ống cuốn mất tích bây giờ chỉ mong sao sớm tìm thấy anh ấy có thể như thế nào thì cũng được an ủi chị nhàn gạt tay ngang mặt còn gia đình ông vù a trùng bí thư đảng ủy xã liên minh thiệt hại nặng nề hơn khi không chỉ mất cả ba trại nuôi cá tầm cá hồi mà còn em trai cháu trai và cháu họ cũng bị cuốn theo dòng lũ đêm hôm ấy Ông Trùng đang làm việc tại trụ sở xã thì vừa ông gọi điện báo tin con, cháu và em trai đi trong ao cá kiểm tra hệ thống nước sau mưa to, mãi không thấy về. Ông trấn an vợ là mọi người đều là người lớn cả rồi, nếu gặp lũ lớn sẽ biết cách chạy thoát. Một lúc sau, vợ ông gọi lại báo tin vừa tận mắt chứng kiến, ba người thân bị lũ cuốn đi, nghe tin dữ, nén nỗi đau gia đình. Ông Trùng triệu tập cuộc họp khẩn tại xã để triển khai phương án ứng phó với lũ, tìm kiếm người bị nạn. Đến 23 giờ đêm ngày 12 tháng 9, thi thể con trai và cháu trai ông Trùng được tìm thấy. Sự việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ khiến mọi người không kịp trở tay. Giờ mọi chuyện cũng đã xảy ra, nên việc cần làm là ưu tiên cứu người bị thương và tìm kiếm những người mất tích, Bí thư đảng ủy xã Liên minh chia sẻ. Đi xe đêm về quê, thanh niên trùng rảy trách máp rồi lặng lẽ niệm Phật. Anh thanh niên lần đầu trải nghiệm quan tài bay, đi một lần mà nhớ đến cả đời là có thật. Đi xe khách ban đêm luôn là nỗi ám ảnh với các khách du lịch và chàng trai trong clip cũng không ngoại lệ. Hôm nay anh có chuyến xe đêm về Bình Định, ngồi trên xe nôn nóng không biết gần tới nơi chưa. Anh bật Google Maps lên xem, thì biết được vận tốc xe đang chạy, mà chỉ biết ối rồi ôi, cái quái gì đây bạn. Video không hề tua nhanh, nhưng khung cảnh bên ngoài cửa xe không khác gì đang ngồi tàu lượng siêu tốc nhà cửa trôi qua vùng vụt làm tim anh cũng thấp thỏm không yên. Đúng là mắt không thấy thì tim sẽ không đau. Thôi nhắm mắt ngủ cho lành anh dai ơi, nhìn kiểu này một hồi thì chắc không còn một giọt máu. Đăng clip lên mạng tìm sự an ủi thì còn nhận về những bình luận rằng thường thì tốc độ trên Google Maps chậm hơn tốc độ thực tế 10 km trên giờ. Này có là gì, đợt tao đi nửa đêm dậy thấy ổng đạp 130 km trên giờ, một tay vô lăng, một tay cầm bánh tráng ăn, tao sợ tao nhắm mắt ngủ tiếp, ám ảnh luôn. Đi xe đêm có thức giấc uống thuốc ngủ cũng không dám mở mắt, vì xe đang bay chứ không phải chạy. Yếu bóng vía nằm lần chuỗi mân coi cho đến lúc tới nơi. Còn bạn, bạn có bao giờ trải nghiệm cảm giác đi tàu bay thế này chưa? Hãy chia sẻ bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Người đàn ông nhẹ dạ gom tiền của hàng chục người nộp cho kẻ lừa đảo. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đào Hồng Quang, sinh năm 1979 ở Thường Tín, Hà Nội và Vũ Đức Minh, sinh năm 1982 ở Hà Đông, Hà Nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có 22 người là bị hại của hai bị can Quang và Minh. Theo cáo trạng, ông Nguyễn Xuân Dũng sinh năm 1975 ở Hà Tĩnh và bị can Đinh Hồng Quang cùng lao động tại Hàn Quốc. Đến tháng 6 năm 2019, cả hai bị trục xuất về Việt Nam. Tháng 6 năm 2020, ông Quang gọi điện cho ông Dũng hỏi thăm thì được biết người này đang làm công nhân tại Quảng Nam do trước đó Vũ Đức Minh là em rể của ông Quang nói với ông về việc có khả năng giúp học và cấp bằng lái xe cho ai có nhu cầu nên Quang bảo ông Dũng đi học bằng lái xe ô tô. Lý do sau đó ông Quang sẽ xin cho ông Dũng vào làm lái xe tại một công ty Quang đang làm. Tin tưởng ông Dũng đã gọi điện, nói chuyện và chuyển cho Minh 4 triệu đồng tiền đặt cọc. Ông Dũng đã thông báo cho người nhà và những người cùng quê về việc ai có nhu cầu đi lao động xuất khẩu thì liên hệ với mình, chi phí hết 7.000 đô la Mỹ hưởng chênh lệch 1.500 đô la Mỹ trên một người làm kinh phí đi lại, giao dịch với Quang và Minh. Theo cáo buộc, 13 người đã nộp hồ sơ và nộp tổng số tiền gần 300 triệu đồng cho ông Dũng để làm thủ tục xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Ông Dũng đã chuyển hồ sơ và tiền của 13 người này cùng hồ sơ của con trai cho Quang, nhận 300 triệu đồng từ ông Dũng, Quang chuyển 150 triệu đồng cho Minh cơ quan chức năng xác định trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2020, Quang và Minh đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tổng số hơn 790 triệu đồng của 22 bị hại. Hiện tại, hồ sơ vụ án đã được chuyển sang tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để nghiên cứu đưa ra xét xử. Trà phá bơm trước khi nạo vét chống ngập ở cao tốc Phan Thiết Dầu Dây Chiều ngày 14 tháng 9, ông Đặng Hùng Thái, giám đốc điều hành dự án cao tốc Phan Thiết dầu dây cho biết, vẫn chưa thể tiến hành thanh thải nạo vét sông Phan và các khu vực nghi là nguyên nhân gây ngập cao tốc ở vị trí km 25 cộng 419, xã Sông Phan, huyện Hàm Thuận Nam ông thái cho biết sau khi nhận được công văn của ban quản lý dự án thăng long thuộc bộ giao thông vận tải chủ đầu tư tuyến cao tốc phan thiết dầu dây đơn vị đã gửi ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận ủy ban nhân dân huyện hàm thuận nam ủy ban nhân dân huyện hàm tân cũng như sở giao thông vận tải và sở nông nghiệp và phát triển nông thôn bình thuận để xin ý kiến và đề nghị hỗ trợ các đơn vị thi công thực hiện việc nạo vét km 25 cộng 419, nơi xảy ra trận ngập lịch sử trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây vào rạng sáng ngày 30 tháng 7. Tuy nhiên, vào ngày 12 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Thuận Nam và Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Tân đã có công văn phản hồi, đề nghị chủ đầu tư cao tốc Phan Thiết Dầu Dây trước khi tiến hành nạo vét thanh thải không được tác động làm sạt lở hai bên bờ sông Phan, không được tác động gây ảnh hưởng đến đất nông nghiệp của các hộ dân đang sản xuất. Trong quá trình thanh thải, có những cây là cây lấy gỗ thì phải thực hiện theo quy định của luật lâm nghiệp. Ủy ban Nhân dân các huyện cũng đề nghị khi tiến hành nạo vét phải liên hệ địa phương để bố trí các bãi đổ thải, bùn đất nạo vét. Mặt khác, phải tiến hành rà phá bơm mìn vì các khu vực dự kiến nạo vét thanh thải chưa được rà phá bơm mìn. Theo ông Thái, do có các kiến nghị của chính quyền như đã nêu trên, chủ đầu tư phải tiến hành lại các thủ tục cần thiết nên chưa tiến hành nạo vét được các khu vực nghi là nguyên nhân gây ngập úng trên tuyến cao tốc này. Cho vợ làm công ty rồi đi luôn theo trai Theo đó, đôi vợ chồng này cưới nhau đã 2 năm để lo cho tổ ấm hai đứa, người chồng nhận làm công việc ca đêm để có nhiều tiền hơn. Người vợ cũng xin chồng đi làm công ty, đỡ đần cho anh. Lịch làm việc hai vợ chồng trái ngược nhau. Lo lắng vợ ở nhà ban đêm sẽ cô đơn, anh chồng quyết định xin đổi ca làm việc sang ban ngày một tuần. Muốn tạo bất ngờ nên đã không cho vợ biết. Để rồi người bị bất ngờ lại là anh. Ngày 1, ngày 2, ngày 3, rồi ngày của một tuần sau đó, không đêm nào vợ anh có ở nhà. Thấy có điều bất thường, anh quyết định theo dõi được sự giúp đỡ của người thân bạn bè, cuối cùng anh cũng tìm được vợ, nhưng lại trong hoàn cảnh thế này đây. Người vợ được chính chồng mình và người thân phát hiện đang ở trong phòng trọ của một chàng trai lạ. Dù chưa có cảnh thân mật nào được quay lại, nhưng trai đơn gái chiếc ở trong cùng một căn phòng trọ đóng cửa, ai nhìn vào cũng hiểu được diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Bị chất vấn, người thanh niên trẻ trong phòng liên tục thanh minh, chỉ vừa mới quen cô gái trong ngày. Tưởng em chưa có người yêu nên mới dắt về, còn người vợ ngồi yên trên giường không nói gì. Cô chủ trọ sau đó cũng xuất hiện, giải vây dùng chàng thanh niên. Đoạt clip kết thúc trong gian dở, chưa rõ câu chuyện sẽ được giải quyết như thế nào, nhưng sau khi đăng tải đã nhận về vô số bình luận. Trai đi thêm vợ, gái về thêm con. Anh này sau này mà có con phải đi xét nghiệm ADN, không khéo lại quả nuôi tôi hú. Bản tính con người là thứ không thể nào thay đổi. Đã ngoài tình lần một thì sẽ có nhiều lần như thế ly hôn thôi chàng trai, anh xứng đáng có một tình yêu đẹp. Tìm kiếm mà làm gì, cho họ chung lối mộng đi anh, nếu không phát hiện, nó để con ra lại rắc rối, lại phải nai lưng ra nuôi con thằng khác. Sâu xa clip cô giáo mầm non bị hành hung giữa đường, nghi do ghen tu. Ngày 14 tháng 9, mạng xã hội xuất hiện hai clip ghi lại cảnh một phụ nữ bị chặn đường, hành hung. Ngoài clip, người đăng còn đưa ra thông tin rằng đây là vụ đánh ghen người bị đánh tên hát là giáo viên mầm non tại một trường trên địa bàn huyện hương khê hà tĩnh nội dung clip cho thấy người được cho là cô giáo mầm non đội mũ bảo hiểm mặc áo chống nắng bị một người phụ nữ mặc áo hồng chặn đường đánh nữ giáo viên bị đánh bị tát vào vùng đầu và ngã ra đường cùng xe máy người phụ nữ áo hồng nói rằng cô hát có quan hệ tình cảm với phụ huynh học sinh tức chồng của mình xong cô hát đáp lại rằng tôi không liên quan Chiều 14 tháng 9, đại diện ban giám hiệu trường mầm non Phú Phong, huyện Hương Khê xác nhận, người bị đánh trong clip đang làm giáo viên tại trường, đó là cô Hát, 28 tuổi. Hơn 17 giờ ngày 13 tháng 9, cô giáo Hát tan giờ làm, trên đường về nhà thì bị chặn đường hành hung. Nữ giáo viên bị một người phụ nữ đánh, một phụ nữ khác quay clip đăng lên mạng xã hội. Sau khi nhận tin báo, phía công an đã mời những người liên quan đến làm việc. Nguyên nhân như thế nào, công an đang làm rõ. Đại diện ban giám hiệu trường mầm non Phú Phong thông tin. Cũng theo vị này, cô giáo hát đã ly hôn chồng, đang nuôi con nhỏ 2 tuổi. Nữ giáo viên chuyển từ trường khác về mới giảng dạy ở trường mầm non Phú Phong hơn một năm. Thành phố Hồ Chí Minh có 42.200 nhà cho thuê dạng chung cư mini thành phố có khoảng 42.200 nhà trọ cho thuê kiểu chung cư mini, đa số trang bị hệ thống chữa cháy nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Theo đại diện Công an thành phố Hồ Chí Minh, thông tin được thượng tá Lê Mạnh Hà, phó trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh nói tại họp báo tình hình kinh tế xã hội chiều ngày 14 tháng 9, theo ông Hà, quy định hiện hành chưa có khái niệm chung cư mini, loại hình này tương đồng mô hình nhà trọ xe từ 2 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, lối đi, cầu thang chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng cho các hộ gia đình Đa số nhà trọ như trên được lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy, song tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ do sử dụng nhiều thiết bị điện không đúng cách, căn hộ không được trang bị hệ thống chữa cháy hoặc có nhưng chưa kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, không có lực lượng được tập huấn nghiệp vụ phòng chữa cháy túc trực thường xuyên, người ở chưa được trang bị kỹ năng về phòng cháy chữa cháy. Thượng tá Hà đánh giá, nguy hiểm nhất là các nhà cho thuê cao tầng có hầm giữ xe và không được thiết kế lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy và giải pháp an toàn dễ xảy ra các vụ cháy. Nếu cháy xuất phát từ tầng hầm giữ xe sẽ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Hiện nay thực hiện theo chỉ đạo của thủ tướng, bộ Công an, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, công an thành phố đã triển khai kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát các nhà trọ đông người. Công an sẽ kiên quyết xử nghiêm sai phạm về phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở này. Việc này đã làm thường xuyên. Đến nay tăng cường tổng kiểm tra, rà soát, ông Hà nói. Hồ sinh trái tim cho chiến sĩ biên phòng 19 tuổi bị viêm cơ tim cấp nguy kịch. Tin từ Bệnh viện Quân đội 108 cho biết, mới đây khoa hồi sức tim mạch của bệnh viện đã cấp cứu và hồi sinh thành công cho một thanh niên 19 tuổi là chiến sĩ biên phòng xín cái mèo vạc Hà Giang bị viêm cơ tim cấp trong tình trạng rất nguy kịch. Trước đó, bệnh nhân sốt cao 2 ngày, mệt mỏi, khó thở tăng dần và điều trị tại bệnh xá đồn biên phòng với chẩn đoán nhiễm virus cấp. Tuy nhiên đến ngày thứ ba thì bệnh nhân xuất hiện đau ngực nhiều, khó thở, có lúc người bệnh co giật quân y bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang lập tức liên hệ với tiến sĩ Đặng Việt Đức, chủ nhiệm khoa hồi sức tim mạch bệnh viện quân đội 108 và được tư vấn chuyển gấp xuống vì khả năng bệnh nhân mắc bệnh viêm cơ tim cấp và có biến chứng sốc tim, rối loạn nhịp tim nguy hiểm, tỷ lệ tử vong rất cao. Tiến sĩ Đặng Việt Đức, chủ nhiệm khoa hồi sức tim mạch, Bệnh viện Quân đội 108 cho biết, so với kỹ thuật ECMO truyền thống, ECMO thức tỉnh giúp phát huy ưu điểm của việc từ thở và tỉnh táo, giảm tỷ lệ các biến chứng và tỷ lệ tử vong. Chỉ định VA ECMO được thực hiện ngay lập tức tại phòng can thiệp. 6 giờ bệnh nhân đã được thực hiện kỹ thuật ECMO thức tỉnh an toàn với hệ thống cardio hep, hiện đại nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Sau đó các chỉ số dần ổn định bệnh nhân rút ECMO sau 3 ngày, tiếp tục phục hồi chức năng tập đi lại và sẵn sàng chờ ngày ra viện để trở về đơn vị cùng các đồng chí đồng đội của mình. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.